Hello, xin chào các bạn, chào quý vị đã trở lại với kênh YouTube Xà Lan Miền Tây nha. Hiện tại mình đang đứng đằng cái mũi xà lan để mình quay cái cảnh cần cẩu Hitachi đang sang mạng sỉ bên tàu buôn đi qua nha các bạn. Đây là chiếc tàu buôn 6.000 tấn. Và thấy cái chiếc tàu buôn 6.000 tấn nó cũng khá là lớn nha các bạn. Đây mình đang đứng đằng cái bên trước nha các bạn. Thì mình nhận sỉ được cái khúc đầu mũi này các bạn. Cái khúc đầu mũi mình nhận cũng đủ tải rồi. Giờ mình mới để máy để bường lên để cho anh thợ cần ảnh bỏ cái khúc hầm ở sau nha. Đây các bạn. Và thấy cái gào quơ nó cũng nhanh hơn lúc nãy nè. Và nhìn thấy sỉ không? Nhìn nó cũng giống như cát rồi. Sạch hơn cát nha bạn. Sỉ này nó khô thì chở rất là nhiều. Nhìn cái đống sỉ nó to lắm, nó xốp xộp à. Để mình tìm cách mình treo bên cái chiếc tàu buôn và để mình review cái hầm hàng tàu buôn cho các bạn xem nha. Tức là mình ngưng một tí để mình treo qua bánh này mình quay tiếp tục cho các bạn xem nha các bạn. Mình sẽ tìm cách cố gắng để mình treo qua bên chiếc tàu bánh để mình review cái hầm hàng các bạn. Review cái hầm hàng cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình đã treo được qua bên chiếc tàu buôn rồi nha các bạn. Hiện tại mình đang mới chèo qua được chiếc tàu buôn các bạn ơi. Mình quay ngược về bên chiếc xe lan của mình cho các bạn xem nha. Đây là chiếc xe lan của mình. Hiện tại mình đang quay cái hầm mũi nha các bạn. Cái hầm mũi lúc nãy đầu tiên mình nhận đó. Thì cái hầm mũi của cái chiếc tàu buôn chở sỉ này nó muốn hết rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy nó lồi tới với cái đáy sắt rồi các bạn. Thành ra cái mấy cái anh bên cần cẩu bên cảng đều để kè lên nhận cái hầm lái đi các bạn. Hiện tại giờ đây tàu cần đang cẩu sỉ ở cái hầm lái, cái hầm sau của cái chiếc tàu buôn nha. Và các bạn ơi, chiếc tàu buôn này có nuôi mấy con vịt ở đây các bạn. Mình cũng mới phát hiện ra nha, 4 con vịt nha các bạn. Tàu đi biển nhưng mà cũng nuôi vịt được vịt nha các bạn. Cũng như xà lan mình đi trên sông nước như vẫn nuôi được mấy con chó. Hiện tại mấy con chó mình tết mình chở đi về nhà rồi không tới giờ mình chưa chở xuống được các bạn ơi. Chó mình con tới hai mấy ba chục ký nặng lắm, xong ra mình không có chở được. Còn đây là cái hầm lái của cái hầm sau của cái chiếc tàu buôn này các bạn. Thì cái hầm sau sỉ nó còn khá là nhiều nha. Giờ cái anh thợ cần không có cần cái được, không cần tới cái sự hỗ trợ của cái anh ra tín hiệu. Anh chỉ bỏ qua là chỗ nào nó cũng có hàng quá để anh cạp lên lên thôi. Anh đang bỏ gạo đây các bạn. Anh đi nhìn các bạn. Đó. Anh không thấy đường thì anh chỉ xem theo cái phản xạ là cái dấu dây đó các bạn. Bạn thấy gì cáp có cái dấu đó các bạn. Các bạn xem video nếu thấy hay hãy cho mình xin một like và bấm nút đăng ký nha các bạn. Nút đăng ký subscribe miễn phí để đón xem được những video mới nhất của kênh Xà Lan Miền Tây nha các bạn. Và mình những video của kênh Xà Lan Miền Tây thì quay về những cái cảnh xà lan. Bỏ hơi giữ trống rồi các bạn ơi. Không có hàng, ngày vô đó không có hàng nhiều.
Dạ, kinh Lan thì chia sẻ những cái cảnh xà lan sông nước là những cái cảnh đời thường nữa các bạn. Các bạn nếu yêu thích kinh xà lan miền Tây và nhớ bấm nút subscribe đăng ký để ủng hộ kinh xà lan miền Tây ngày càng phát triển hơn nha. Thì anh phải cần bỏ gấp nó hết rồi các bạn ơi, bỏ nhà toàn là tủ trống không à. Thì ảnh đang chắc mình, anh đang móc điện thoại anh điện chắc mình đoán là ảnh liên hệ cho cái anh chỉ gào ra tín hiệu đứng bên cạnh bên đây để qua để ra tín hiệu để ảnh biết được ảnh bóc lại các bạn ơi. Thì mình quay cảnh của anh thầy cần này cẩu hàng tí xíu nữa mình lên trên cái mũi phía mũi Tà Buôn chảnh để mình review trên cái mũi Tà Buôn có những gì nha các bạn. Đúng rồi bạn, đúng như vậy đó, mình là ảnh đang liên hệ cái anh ra tín hiệu để ra qua bên đây để chỉ gào ảnh thầy cần bỏ cho nó lẹ đó các bạn. Thì mình chạy lên đây mình quay được toàn cảnh hai bên sông luôn các bạn. Thì mé bên đây là mé bên Tà Nóc đây các bạn. Còn phía bên đây là của hình như là của Đồng Tháp các bạn ơi. Đoạn này là của bên Đồng Tháp bên Tà Nóc thì các bạn ơi. Các bên Đồng Tháp á. Đó là mấy anh thủy thủ bên tàu buôn nha các bạn. À, các bạn ơi, thì anh thời gian nãy anh đang điện thoại để cái chú lúc ra tín hiệu hồi nãy đó chú xuống là thời gian nha các bạn. Chú là chú đang điều khiển thì khiển dàn cẩu và chú quyết định là loại bóc cái hướng này bị cái hướng này là hàng quá ở này còn rất là nhiều nữa các bạn. Ô đầy vào luôn, quá dữ, quá dữ luôn chú ơi, chú bảo mình nhìn thấy tới đây luôn, quá dữ. Và theo mình sẽ đoán là hồi nãy chú cái chú này chú đang chỉ vào đây các bạn, nên chú biết là cái tình hình bên đây cái đoạn nào á, cái đoạn nào nó còn hàng quá nhiều nha. Thì cái anh phải cần lúc nãy loại giảm xuống đây anh buộc dây các bạn. Giờ dây xà lan cho mình luôn nè. Và cái chú thì cái chú mà làm gì thế, cái chú ra tín hiệu nãy giờ chú lên chú lái cần luôn các bạn. Kêu ông xã đây à. Xã ra, xã ra, ra tiền tới. Chắc phải cần anh đang xuống giờ dây cho mình nha các bạn. Mình đang đứng đây mình quay clip. Các bạn xem. Tải lấy anh ơi. Thì cái là càng này đang lấy gào kiều cái là đang mình bường tới tí để chú bỏ cái chút đằng sau đây các bạn. Thế mình thấy cái đường tẩu Hitachi này chạy khá là im nha các bạn. Chứ nó động cơ nó im máy quá. Rồi mình nghĩ gì cũng được rồi đó, vừa bỏ hầm mà cái khúc đằng sau luôn đó.
Rồi, cảm ơn nhiều anh ơi. Giờ thì chú Thư Cần đang tiếp tục để cẩu xỉ qua nha các bạn. Thì sao này bị cái rào, cái đường rào đi khá là gần cái cabin của chiếc tàu buôn nên mấy anh cần điều khiển tốc độ quay cần rất là chậm chạp. Đầy rào luôn nha các bạn, chim trùng luôn kìa. Xịt tối đứt luôn các bạn ơi, xịt tối, xịt tối luôn. Các bạn ơi, giờ mình mời các bạn cùng tiến lên cái mũi tàu buôn để cùng mình khám phá coi nó có cái gì các bạn. Giờ mình xem, giờ mời các bạn cùng xem coi anh đứng ở trên cái đường nào ta. Cái kia cái mũi xà lan quay toàn cảnh thôi, đẹp cỡ nào đấy bạn, có gì lạ không? Hết cái đường xuống luôn các bạn ơi. Thì ba cái sĩ này nó dính dòm, nó đâm mình dữ lắm các bạn. Nó không phải giống như cát, nhìn nó thì nó giống như cát nhưng mà nó có ba cái gì giống như miễn nhâm nhâm vậy đó các bạn. Nó, mình đi mình đạp nó đâm dòm không biết đường mình lẻ ra luôn, làm mũ luôn đó các bạn. Và wow, thì đường này đi trên mũi được các bạn ơi. Đây mình đã phát hiện cái đường lên mũi rồi các bạn ơi. Mời các bạn cùng khám phá cái mũi tà buôn và cái hầm hàng tà buôn với mình nha. Thì đây là những cái nắp hầm để đậy cái hầm hàng tàu buôn đây các bạn. Thế mình đón bề ngang khoảng cái nắp hầm này, mỗi cái nắp hầm bề ngang khoảng mười mấy mét nha. Vì cái hầm hàng tàu buôn nữa các bạn, bề ngang khá là lớn. Đây là cái nắp hầm đây các bạn, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nắp các bạn ơi. Cái hầm trước là 10 nắp hầm nha, để đậy cái hầm hàng lại đó. Thì chắc cái hầm sau đó cũng 10 cái nắp hầm quá. Đây là những cái vật đạn, là những cái gỗ rẻ gì để có cái đường dày để người ta kéo, người ta ship lại để bốc dỡ hàng hóa đó các bạn. Khi nào có ta nhận hàng xong là đẩy lại. Còn những cái tàu biển các bạn nhìn thấy đi vào biển không à? Thành ra các bạn nhìn thấy xét không các bạn? Khá là nhiều xét. Đây là chiếc cầu thang lên trên mũi các bạn. Ở đây là cái trụ bít mũi để buộc dây đây các bạn, bự gấp mấy chục lần bên chiếc xà lan mình luôn. Các bạn thấy con dây này quá trời con dây các bạn ơi. Bạn thấy cùm tay mình nè, bự hơn cùm tay mình nè các bạn. Dây này giống có mình cầm con giáp luôn các bạn, cầm dư một khúc luôn. Ôi con dây này 8 người lôi quá. Còn đây là cái cọng dây xích của cái neo đây các bạn. Cọng dây thì khi mình thấy cọng dây này nó khá là cũ kỹ nha các bạn, xét hết trơn. Đây là cái lỗ để thả neo đây. Các bạn thấy cái cây neo nó đang nằm dưới đó các bạn. Bên đây một cây neo, bên đây một cây neo nha. Nhưng theo mình thấy là cái cọng dây neo dây tối bên đây nó còn mới đây các bạn, còn mới nha. Nghĩ chắc mới thay hay gì đó. Còn cái cọng ở đây nó khá cũ kỹ rồi bạn. Các bạn nhìn thấy xét rồi. Xét không các bạn? Xét giống như cái vỏ cây luôn nè các bạn. Mình lấy nét các bạn xem. Quá xét luôn.
Thì bên đây vẫn là hai cái trụ bích. Đó là trước sáu trụ bích rồi các bạn ơi. Đó là hai trụ nha, hai trụ bìa nha. Hai trụ bìa ở đây là hai trụ giữa đây các bạn, hai trụ bìa đó cái lỗ buồng dây phía ngoài đó đó. Còn hai trụ giữa đây. Hai trụ giữa là cái lỗ buồng dây đây. Mỗi bên là có hai trụ nha các bạn, ở trước. Ở đó vẫn là hai trụ giữa và hai trụ bìa đó các bạn. Để mình tiến lên mũi mình quay toàn cảnh các bạn cùng xem nha. Hiện tại mình đang tiến lên trên chót dốc cái mũi tàu buông luôn các bạn ơi. Thì chỗ cái trụ bích bục dây hồi nãy thì các bạn đang thấy là hai bên này các bạn. Mỗi bên có hai con dây, hai bên bốn con dây đây các bạn. Bục xuống cái phao ở dưới sông đó. Đây là cái mũi tàu buông nha các bạn. Mũi tàu buông có phía đằng mũi có hàng rào đó các bạn. Hàng rào để che trắng lại nha, để khi mà chạy những cái đường mà vào cảng hay là ban đêm gì đó, đường phức tầm nhìn thì có một anh ra đằng trước để điều tiết và ra hiệu lệnh để cái anh thuyền trưởng ngồi phía sau đó đó, ngồi trên tàu buông, ngồi trong cabin tàu buông phía sau đó để anh chạy theo cái tín hiệu của cái anh đằng mũi. Các bạn xem video nếu thấy hay hãy bấm nút đăng ký và cho mình xin một like nha các bạn. Đây là toàn cảnh trên sông Hậu mà mình đang đứng trên cái mũi tàu buông 6.000 tấn mình quay cho các bạn cùng xem nha. Rồi các bạn ơi, để đứng đây mình thấy cái ghe, có một ghe cát kìa bạn. Ghe cát mình thấy lù 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 chút xíu các bạn ơi. Lấy thấy còn ló cái mũi không à. Gần bên đó có một chiếc tàu buông chở dầu đó các bạn. Đang thả neo, đang đậu. Và phía sau này là có một chiếc tàu vẫn là chở sỉ luôn nha các bạn. Mình nghe nói chở sỉ luôn để cho bên công ty mình chở đó, cung cấp nhiên liệu cho công ty xi măng mình. Các bạn thấy thênh thang nha các bạn. Wow, qua đây đứng đây quay được toàn cảnh luôn các bạn ơi. Rồi giờ theo hướng đằng sau nha. Hướng đằng sau thì vẫn là cái chú thật cần đang cẩu sỉ qua cho xà lan của mình đây. Để mình qua mé bên mạng bên trái mình quay cho các bạn xem nha. Vì hiện tại là xà lan của mình đang cập mạng bên trái nha các bạn. Mình đứng đây nhìn thấy ớn quá các bạn ơi, cao khủng khiếp, nhìn thấy thấy cái mặt luôn các bạn. Đi xuống nha các bạn, xuống như dài cho lại tặng mình quay trên cổ cho các bạn cùng xem. À, thì qua mình khám phá bên cái hầm, cái hầm mũi của chiếc tàu buông nha. Đây là cái hầm gì không biết, ở dưới được chứa đồ gì không các bạn ơi, chứa ba cái sắt dụng cái gì đâu không à. Hôi quá, hôi dầu mỡ gì quá. Đây là cái mạng máy bên phải của chiếc tàu buông nha các bạn.